4 kiểu đàn ông khiến phụ nữ đau khổ cả đời. 1. Đàn ông thiếu tôn trọng phụ nữ. Có nhiều loại đàn ông thể hiện sự kém tôn trọng phụ nữ, luôn coi mình là chủ, muốn phụ nữ phục tùng mình. Họ đặt ra nhiều nguyên tắc cho phụ nữ và cũng cố gắng biến cô ấy thành những gì họ cảm thấy hài lòng. 2. Đàn ông không có trách nhiệm với con cái. Nuôi dạy con cái là trách nhiệm của cả vợ và chồng. Tuy nhiên, nhiều người đàn ông vô trách nhiệm, khi con cái hư hỏng, ngỗ ngược lại đổ hết trách nhiệm lên đầu vợ với câu nói, con hư tại mẹ. 3. Đàn ông quá chi lị và keo kiệt. Tiết kiệm là một đức tính tốt, nhưng tính từng hào từng cắc lại quá chi lị, ngột ngạt. Vợ dùng gì, mua gì cũng hỏi. Nếu quá đắt đỏ hoặc không hợp ý sẽ trách mắng không thôi. Thậm chí đáng buồn hơn, anh ta chẳng bao giờ mua một món quà tặng vợ, dù là ngày sinh nhật đi chăng nữa. 4. Đàn ông có mấy nới cũ. Đối với một số đàn ông, họ thích cảm giác được người khác giới vây quanh và đôi khi cư xử mơ hồ, không dứt khoát với một số cô gái khác. Nếu bạn gặp phải kiểu người thế này thì phải mạnh dạn buông tay. Cho dù anh ta có bao nhiêu ưu điểm đi chăng nữa thì bản chất thích mối quan hệ mơ hồ, thích có mấy nới cũ vẫn sẽ không thể nào thay đổi.